Mọi người ơi, đã đến giờ phút cuối rồi. Bây giờ chúng ta hãy thật là năng lượng để cùng nhau trong một cái điệu nhạc rất là sôi động của bài hát Khoảng cách không thể rút ngắn lại của D.Art nhá. Mong tình yêu của ta cùng nhau xây dựng.